Phát triển năng lượng bền vững là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nhằm đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng điện lâu dài và giảm thiểu các tác động đến môi trường. Sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng gió với tiềm năng rất lớn đã trở thành xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nắm bắt được cơ hội và mục tiêu là đơn vị thi công cho thuê các thiết bị cầu hàng nặng để lắp đặt điện gió hàng đầu trong khu vực. Trường Lộc với tiêu chí an toàn, hiện đại, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ lắp đặt cho các nhà thầu và chủ đầu tư. Trong quá trình lắp đặt, hiểu được những khó khăn cũng như thách thức của việc thi công với yêu cầu kỹ thuật và đặc biệt là thiết bị máy móc, Trường Lộc đã đầu tư hàng chục triệu đô cho trang thiết bị với hơn 60 xe và cầu đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như Sany, Zoom Lion, Tornado, đáp ứng đủ nhu cầu cho các dự án lớn cả ngoài biển lẫn trên đất liền. Điều này thể hiện bước đi đúng đắn, dám nghĩ, dám làm của ban lãnh đạo Trường Lộc. Các loại cầu xích có tải trọng lớn từ 500 đến 800 tấn như SCC 8000A, SCC 12000TM, SCC 5800 và SCC 9800 được các kỹ sư công nhân lái máy cầu của Trường Lộc vận hành linh hoạt với quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu chung là làm hài lòng khách hàng. Trường Lộc là đối tác chiến lược trong việc thi công, lắp đặt các dự án điện gió tại Việt Nam. Nối tiếp những thành công từ các dự án thi công lắp ráp và cho thuê các thiết bị cầu có trọng tải lớn từ năm 2014 đến nay, Trường Lộc đã tiếp nhận hàng loạt các dự án điện gió ở khắp cả nước. Tiêu biểu như ở miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Phan Giang, Phan Thiết, các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Vũng Tàu. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy khả năng bứt tốc vượt giới hạn của người Việt Nam nói chung và Trường Lộc nói riêng trong việc triển khai các dự án năng lượng phức tạp trong một khoảng thời gian ngắn. Các dự án Trường Lộc đảm nhiệm góp vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Trường Lộc luôn nỗ lực huy động nguồn lực được đào tạo bài bản dưới sự giám sát nghiêm ngặt, tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh, không ngừng thử nghiệm và ứng dụng các thiết bị hiện đại vào thi công, đảm bảo hiệu suất, tiến độ mỗi dự án tham gia, vượt qua mọi rào cản của giới hạn trong giai đoạn khủng hoảng của kinh tế Việt Nam và kinh tế toàn cầu do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hôm nay tại địa bàn là xã La Bích, huyện Ia Cờ Rai, tỉnh Gia Lai, thì chúng tôi là đang thực hiện là cái phần công việc hoàn thành của cái dự án điện gió mà bên chủ đầu tư cũng như nhà thầu giao phó cho bên công ty Trường Lộc. Thì để làm được cái công việc này thì thực sự là rất là khó khăn, vì là nhà thầu người ta cũng đã tuyển chọn, trong cả quá trình lựa chọn thì người ta cũng phải đặt ra những cái tiêu chí an toàn, và còn nhà thầu có năng lực và có trình độ, có chuyên môn và đủ con người cũng như là đủ trang thiết bị để là đáp ứng cái công việc. Thì may mắn là công ty Trường Lộc chúng tôi thì cái hành trình đầu tiên và cho đến ngày hôm nay là chúng tôi cùng với nhà đầu tư và nhà thầu đã đang đi đến cái giai đoạn được rút. Hy vọng rằng nhà đầu tư sẽ lựa chọn Trường Lộc cho những dự án lớn hơn, và chúng tôi cũng xin là cam kết là từ con người cho đến trang thiết bị là sẽ đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để làm việc bất kể dự án nào, dù là lớn hay nhỏ, dù là khó khăn đến mức nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành công việc. Thành công này là thành tựu đáng tự hào, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc trong suốt thời gian qua của tất cả các cán bộ, công nhân viên Trường Lộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Văn Hiền, tạo nên một tập thể kiên cường, cùng chung tiếng nói, đoàn kết để phụng sự.
Thì để mà hoàn thành được lắp dựng một cái tu bin điện gió á, là ngoài cái yếu tố con người với các yếu tố khác á, là yếu tố máy móc thiết bị là yếu tố quan trọng hàng đầu. Và ngoài đó thì đủ là cái đội ngũ mà công nhân cán bộ kỹ sư chuyên nghiệp, đó là đôi bên kết hợp để hoàn thành cái để mà xây dựng lắp điện tu bin điện gió. Trường Lộc tự hào đóng góp một phần công sức của mình trong ngành năng lượng tái tạo, chung tay cùng các nhà đầu tư và nhà thầu nhằm xây dựng một Việt Nam ngày càng xanh và sạch hơn. Tôi là bên này hiện trường phụ trách, tôi là Lý Yên. Rồi thì chúng tôi là bên chủ yếu làm phong khí, một phong điện thoại an trang. Rồi thì Trường Lộc công ty là một cái phân công ty, họ cùng tôi phối hợp rất là tốt. Rồi thì A Quang Kim cũng rất là phụ trách. Rồi thì công nhân ở hiện trường làm việc cũng rất là 然后大家相互之间的这种沟通也没有什么问题，希望我们跟长乐公司还能保持继续更好的合作，然后为越南这个电力建设做贡献嘛。 Phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, phục vụ từ tâm. Trường Lộc hy vọng trong thời gian tới sẽ luôn là đối tác chiến lược, đơn vị cho thuê các thiết bị cầu hàng nặng và lắp đặt của các nhà đầu tư, tổng thầu trong các cuộc thi lắp đặt ngành công nghiệp năng lượng tái tạo không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.